Chào mừng anh chị em quay trở lại với kênh của Glam Audio. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục test một combo Peeler gửi đến cho một anh khách ở bên Bắc Linh nhá, thành phố Bắc Linh, với em Peeler CA7 và em Omni là em SA8800 với phân khúc khá là tầm tiền. Với em E7 thì bên em đang cung cấp ra với giá là 4 triệu và em Omni 8800 có giá là 3.800.000. Anh này thì đã chốt cả cặp và đã chuyển khoản đủ cho bên em, và bên em sẽ hỗ trợ bao ship đến tận tay anh và không mất thêm một đồng chi phí nào nữa nhé. Với cách của em CA7 này thì bên em vẫn đang ưu tiên là sử dụng hai phần gạt to nhỏ độc lập đấy, để cho anh em sử dụng cho nó có hai cái đèn nháy này lên nó cân nó đẹp nhá. Còn anh em nào mà muốn nháy từng cổng một thì có thể là cắm cổng xua hoặc cổng tép tùy thích. Đây là em đang cắm hai đường tín hiệu vào động lập và song song để lên được hai cái đèn led cho nó đẹp nhá. Đấy. Còn âm đi đây, góc cạnh máy khá là đẹp. Phía trên em này thì có một tí vết xước thôi, còn lại là rất là đẹp anh em nhé, góc cạnh này. Đấy. Em zoom máy lại này, các cái dàn núm nhá, rất là đẹp. Máy thì em bao zin, bao nguyên bản và vẫn bảo hành cho anh em là 3 tháng miễn phí 100% cho anh em chơi nhá, trừ cắm nhầm điện, rơi vỡ và sét đánh thì bên em không hỗ trợ được, còn lại là bên em sẽ hỗ trợ cho anh em tối đa để anh em sử dụng. Ngoài các cái thiết bị audio này ra, em bán ra thì anh em nào mà có nhu cầu sửa chữa thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0981956486 hoặc 0968565220. Lên trên YouTube có thể gõ hai số điện thoại này thì có thể ra cái kênh chuyên sửa chữa của em trên YouTube nhá. Thì có các cái clip test cho anh em ở các tỉnh. Đấy, thì anh em vào thứ nhất đăng ký ủng hộ bên em, cũng như là lưu lại sau này nếu như có yêu cầu cần hỗ trợ về kỹ thuật thì có thể liên hệ với em để em hỗ trợ kỹ thuật sửa chữa cho anh em. Bên em cũng sửa chữa cho anh em các tỉnh nhé, nên là không phải lo là cái đường vận chuyển hay không. Đấy. Còn cặp đôi này của anh khách ở bên Bắc Linh thì máy rất là đẹp rồi. Đấy. Em quay qua trước khi đóng gói gửi cho anh trong chiều ngày hôm nay. Anh chị em nào đang quan tâm hoặc đang có nhu cầu thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại là 0981956486 để có giá chi tiết nhé. Anh em vui lòng nhấn đăng ký kênh để ủng hộ và được cập nhật kênh bên em. Anh nhìn em.